quý tộc 6 hiệp sĩ để đội hình trong mơ. Chào mừng các bạn đến đội hình trong mơ. Có một Akali gánh tim. Akali nào 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 nào. Ui 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 dết bếp. Rồi rồi nó lấy mất rồi. Cho nên ít người cho Lucian cầm buồn đau lắm. What the fuck luôn đó mít kìa. Alo. Đây là gì đây? Sao sẽ 6 quý tộc á? Thì một cái mũ nữa làm được rồi. Tại bài quý tộc đã có 6 bài quý tộc mà level 8 mà đã được 4 hiệp sĩ rồi, 2 mũ nữa thành 6. Thì 6 quý tộc 6 hiệp sĩ thì chơi Lucian Carry. Chết thật má, Brom này hút hết đam. Bên Brom này hút hết đam luôn. Ồ, con Lucian nó né kìa. Thôi mà thua. Ôi, nó né tiếp. Nhưng mà hơi khó rồi. Thôi phải đã khó không? Khó không? Rồi khó rồi. Vãi lên thiệt. Ồ, Lucian né được 2 quả hay vậy. Vẫn thua. Phải cả đủ tiền à. Đủ tiền là được. Quên mất hồi nãy mình kêu cái round đó mình up level để mình giữ sự chết mà mình quên. Tại đó xếp bài. Quả đó tự nhiên bắn hết đi ông Brom. Hiệp sĩ hậu vệ. Hiệp sĩ hậu vệ rồng thì nó phụ thuộc vào việc có con Ban Thi Ông. Toàn nãy lo xếp bài cho nên quên up level này. Muốn không kìa? Ôi muốn thiệt nè mọi người. Vãi lên thiệt. Bỏ cho bên nè. Tại bên nè cũng không có đồ đâu. Tại vì tới rau sói rồi. Tới rau sói thì 3 món đồ. Làm được luôn á ta, 6 hiệp sĩ 6 quý tộc thì ta. Mà nếu mà 6 hiệp sĩ này á thì chỉ có đi 6 quý tộc mới mạnh thôi, tại vì mình nuôi 6 quý tộc mà. Rồi bây giờ phải cây le các kiểu. Ủa đúng ta. Ở level 8 6 con quý tộc là trong đó có 2 con hiệp sĩ rồi. Thêm 2 cái nữa là 4, cộng 2 lên nữa. Ờ đúng rồi. Cộng 2 chắc là Sichu với Bobby hả? Vậy là không có một con carry nào khác luôn á. Vậy mình có nên up 8 không ta? Tại vì bây giờ nếu mà 6 hiệp sĩ này rất là mạnh rồi. Còn nếu mà mình up 8 á, mình up 8 mình vừa kiếm Kale vừa kiếm Ban Thi Ông luôn. Mấy con này roll một hồi là ra à. Mình up 8. Up 8 nữa là xong. Bây giờ 6 hiệp sĩ này khỏe lắm rồi. Bây giờ tám sớm để kiếm Kale với lại Ban Thi Ông. Bắt đầu cái nó chơi quý tộc của ta hả, nó chơi nó chơi rồng. Tụi ta chơi rồng cũng được. Nếu mà tao chơi 6 quý tộc thì chơi 6 hiệp sĩ, 2 quầy rồng cũng được. Nếu mà 2 cái hiệp sĩ này đủ rồi. Up luôn ta, up 20 tiền. Up 20 tiền. Mày một con bơm đi. Nếu mà mạnh hơn thì 6 hiệp sĩ, 2 hậu vệ, xong quầy rồng. Tại vì 6 quý tộc á thì chơi phải Lucian mà mình up 8 rồi á thì chơi lại Lucian 3 khó lắm. Thì nếu mà chơi 6 hiệp sĩ, 6 quý tộc á thì con Lucian mà không có đồ carry á là quýnh lát nữa lay game cũng không lại ai hết á. Được cái châu.
Còn rồng thì khỏi nấu. Thì vẫn phụ thuộc vào đó là có cây le với ban kia không. Bây giờ mình level 8 này mình không ra được, mình không biết nói gì luôn. Hả? À, bây giờ up level là do không phải là để giữ máu mà là muốn có tướng. Bây giờ mình up level sớm là để có cái tỷ lệ ra được con 5 tiền càng sớm càng tốt. Bây giờ con 5 tiền nào mình cũng có lợi thế hết á. Bây giờ 5 tiền rồng hay là 5 tiền cây le gì cũng khỏe hết. Raven thì ít ra cũng phải có đại bác hoặc là vô cực mới ra mới chơi được Raven, chứ có mỗi cuồng đao Raven chọi bao giờ mới thấm. Bây giờ nếu mà có đại bác thì ok, đại bác vô cực hoặc là đại bác với lại huyết kiếm. Đại bác huyết kiếm là đủ mạnh rồi, tại vì hiệp sĩ quý tộc khỏe lắm. Thì con Raven hút máu là mấy hồi rồi. Tại vì đồ của mình là mình ghép hết 4 món là thành cái lời thề hiệp sĩ rồi. Giáp thiên thần. Rồi giáp thiên thần. Giáp thiên thần sâu chiên. Toàn thật sự. Ôi cây le luôn. Cây le sao ta? Thiếu ai ta? Cái địch mẹ chưa ghép xong nữa. Ồ thiếu con Leona giờ mới nhớ. Quái lên thì giờ mới thấy đó là bài thiếu con Leona. Hàng kia, ủa sao trên bàn của mình được mà nhìn hoài đâu thấy con còn lại. Ờ buồn cười nha. Từ nha, được nhiều khi toan lắm. Ồ, nãy giờ từ đầu trận tới giờ không có con Leona nào luôn. Quá lộn. TF ba giao điện. Kiếm Leona thôi. Chọi hai cây le luôn rồi, đéo có Leona. Trời, Raven cống hiến dữ vậy. Đừng cống hiến thôi bạn ơi, alo. Ủa sao con Leona khó kiếm dữ vậy trời. Giống thua quá ta. Không ổn rồi. Tự nhiên bây giờ phải ngồi kiếm Leona mệt dữ vậy trời. Không thì ra con Ban Thi Ông cũng được. Chơ à, má mình top 1 mình chả lấy được gì chứ. À nó đây rồi. Mẹ nó sợ thế nhờ. Ủa sao giờ thiếu món hiệp sĩ ta. Ở đâu thiếu con hiệp sĩ. Bobby vô mới đúng đúng không? Nó chính hai hồi vậy á. Ừ. Không, thật ra bây giờ Revolution 3 chết đi là được. Revolution 3 là win này. Bỏ rồi mà không sao, con bỏ lát nó lấy ban thiên cũng được. Mình đập chính là chắc chắn ra ban thiên mà. Chỗ nào giờ ra ban thiên? Bỏ bây giờ có con rồng. Chính không ta?
Tại up 9 là tỷ lệ Galusian ít lắm luôn á. Không có luôn chứ hơi ít nữa. Hay là cho coi Akali vô nhỉ. Ờ đúng rồi, khi mà chúng ta quá yếu thì xài Akali. Thật ra giờ bỏ Akali vô cũng được. Bài này lại counter mình nữa cũng như không. Má, bài mình là full chống tất cả mọi loại đam luôn, sao mà bài này hư không. Chán thiệt. Đó mà không sao, bài hư không này giết được, tại bài hư không này bé xíu à. Nhưng mà bài này bị một cái là bài này nó lại quá mạnh đi. Bài này mình phải cần, thật ra chính xác là cũng mà cần là Akali á. Tại vì nếu mà có coi Akali á, nó sẽ dòng ở phía sau. Từ từ là 66, chữ 20 đủ á. Con Akali nó dòng ở phía sau, nó assassin được con Raven là được. Mình chỉ cần là cần vậy thôi. Cho lê luôn. Ví dụ như Raven đến đây đúng không? Cho Akali qua đây đúng. Akali nó đi nó assassin chết con kia là được. Nó assassin chết con Raven là được. Trời ơi, nó găm chiêu ra. Trời ơi, lại liền. Mẹ nó đấm vô cái le phí rồi. Mạnh rồi nè. Châu vậy. Phải liền thiệt. Bộ bài công lý. Chúng ta sẽ đặt tên bộ bài này là bộ bài công lý. Này phải chịu rồi các bạn à. Tại vì mình đã all in hết rồi mà. Con Vi nó cứ đấm từ trái sang phải hoài. À bài Vi chết rồi. Bài này assassin nhảy qua Vi nghe hết. À cũng được. Thôi ban thì cũng đâu có được gì đâu. Đã muốn xài Akali rồi mà. Xài ban cũng được nhưng mà không có con giết con Raven. Bán mua lên 2 là sao? Trời ơi chết mẹ ơi, bài thứ không thì khỏe vậy. Máy nhảm ghê á, bài mình bị counter cứng bị hư không luôn á. Xàm dễ sợ. Bộ bài hay vậy, sao mà bị counter cứng bởi con bởi nguyên bộ hư không luôn. Thua luôn. Chán thiệt. Trời ơi, má nó bắn đau thật sự. Xong giận được thằng nguyên cục này. Cố gắng kéo hết tăng qua bên kia rồi, nhưng mà mấy tăng chết nhanh quá. Xui dữ rồi ta. Má lần đầu tiên ra bộ bài đẹp vậy thì lại bị đúng cái một bài counter luôn á. Chịu. Thôi chịu thôi, cái này là gọi là counter cứng luôn rồi còn gì nữa. Bài nó là bài counter cứng của bài mình rồi. Bài mình hiệp sĩ, block dam, quý tộc, cộng giáp hồi máu. Thằng bài hư không đánh xuyên tất cả luôn. Má nhảm thiệt. Bài mình là chắc ăn hết tất cả nhà luôn nè. Bài hiệp sĩ đế chế siêu mạnh mà mình còn ăn. Thôi, bài đầu.